xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả thuận thiên có tựa đề là đứa con tội nghiệp bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của đình soạn mới chấm hạ mà đã có một cơn mưa thật là dữ dội kéo dài từ lúc trưa mà mãi đến gần chiều muộn mới chừng ngớt con đường nhỏ dẫn lối vào làng bây giờ nước đã xăm sắp bàn chân tiếng ánh ngương kêu ì ọp ở mấy bụi cây rậm chung quanh nhà bầu trời thì mới hơn bốn giờ chiều đã tới sầm như là bảy tám giờ tối vậy bà vừa bước ra chốt đầu hiên nhìn xuống dưới góc sân rồi vội vàng thốt lên trời đất ơi chết giờ rồi cây mệt đỗ nành sáng nay phơi chưa đem vào chết rồi hôm nay kiểu gì cũng bị chửi cho mà xem vừa nói bộ vừa lao lại như là cầu mông một phép màu kỳ diệu nhưng mệt đỗ nành đã ngập nước trôi đi đâu gần hết còn lại một ít trong đó thì nở trưng lên nên là đầu ngón tay cái vậy sáng sớm hôm nay trước lúc bố mẹ bộ sang làng bên đi ăn cưới Bà mẹ cậu đã căn dặn Này con ngủ thêm một lúc nữa rồi sẽ ăn cơm nhé Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết cả rồi Đang úp dưới cái lồng bàn dưới bếp Cá thì ăn con nào thì gắp ra con đó Đừng có chọc đũa vào trong nồi nó lại thiêu nha con Bộ ngái ngủ vâng dạ theo quán tính À vâng con nhớ rồi Bà lại tiếp Mà muốn ăn canh ấy, thì con nắm mồng tơi Mẹ rửa sạch bỏ trong tủ lạnh ấy Chiều có nấu lên mà ăn Nói là nói vậy thôi chứ bà biết thừa chẳng đời nào bộ nấu. Bình thường ở nhà trăm phần trăm là bà lo bếp núc chứ chồng với con mình thì đến bữa ăn còn phải gọi lên gọi xuống. Nói gì đến việc vào bếp mà nấu. Bà vừa dứt câu thì ông chồng đứng bên cạnh liền dục. Thôi thôi bà có nhanh lên không? Thiếp mời người ta ghi là 8 giờ ăn cỗ thế mà gần 9 giờ rồi chưa có đi. Còn nó lớn như vậy rồi còn nhỏ nhặt gì đâu mà cứ dặn dò tỉ mỉ làm cái như là nó đang học mẫu giáo không bằng đó Mà mình đi giỏi lắm đến chiều là về Chứ có phải đi mấy tuần mấy tháng đâu mà bà làm như là Bà vợ quay sang liền gắt Dễ thường tôi không lo cho cái nhà này thì ai lo Con nó lớn rồi cơm nữa Kể cả ông ấy Cái dạo mà tôi đi nam giữ con cho con hòa đấy Có hơn hai tháng Ông cũng sốt vó lên chứ nói chi là cái thằng bộ Ông chồng bực lắm nhưng vẫn cố phân trần ấy Ê bà lại khéo nghe mấy cái bà hàng xóm nói nhăng nói cuội tôi nói không phải nói phép chứ đến đây bà đi cả năm tôi vẫn bình thường làm như báo lắm không bằng nữa bà vợ phì cười đáp cả năm mà để vỡ nợ à ôi dào ơi tôi về đến ngõ một cái nào là bà bán thịt bán cá rồi bà tiệm tạp hóa cứ vây quanh hỏi nợ ông ở nhà ông cắm chịu nợ như chúa trổ mới cứ ngồi đấy mà bốc phép ông chồng liền xua tay thôi thôi thì không đôi co với bà làm gì cả Bà có đi ngay không thì báo Bà vợ hứ một tiếng Đánh ánh mắt chiều mến Nhìn về chồng về thương yêu rồi đáp Đi gom thật cho ông thôi Ông đèo bà trên con xe cũ kỹ Lúc mà đi băng qua sân Bà lại kéo vai trầm. Ông 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 dừng lại đi Tôi dặn thằng bộ cái này Ông chồng chuẩn bị tăng ga chạy Thì bị bà vợ bảo dừng lại Cho nên ông khó chịu quay lại hỏi Khổ quá nữa Bà làm cái trò gì hả Này không bao giờ tôi đi đâu với bà đấy đâu nhé Lôi thôi lẳng nhẳng mau mau lên Chậm đạp một tí là mình tôi đi đấy Bà tuột xuống xe Bước vô cạnh giường vừa gọi con trai Bà vừa dặn Này bộ để ý trời mưa ấy, thì gom cái mẹ đỗ nành Mẹ đang vơi ngoài sân vào nhé Nhớ đó để ý đấy Mà dậy đi thôi con Gần 9 giờ sáng rồi còn gì khiếp nữa ngủ kinh quá thôi Bộ liền mơ màng nói Vâng vâng con biết rồi mẹ cứ đi đi Con dậy ngay bây giờ mà Sau khi bố mẹ đi bộ đánh một giấc dài cho đến tận mãi bây giờ mới dậy. Bỏ luôn cả bữa cơm trưa và cái mẹt đỗ nành trơ vơ ở giữa góc sân hứng mưa. Cậu nâng mẹt đầu còn lên một ít, lắc đầu ngắn ngầm rồi tiện tay hắt luôn ra vườn và cầm cái mẹt không đi vào trong bếp, mang lên cây đinh đóng trên vách tường. Vươn vai vài cái bộ bước đến chỗ gác măng dê, nơi có cái lồng bàn màu đỏ đang úp lên mâm cơm, mà hồi sáng trước khi đi bà đã chuẩn bị cho cậu nhấc chiếc lồng bàn lên một tô cơm đã nguội ngắt mấy miếng thịt kho với lệ đậu hũ chầm cái đĩa nhỏ và cái nêu cá đặt ngay ở bên cạnh bộ thò tay bốc miếng đậu bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép rồi úp lồng bàn lại như cũ và từ tốn bước lên nhà với tay lấy chiếc điều khiển đang đặt trên kệ tivi bộ ấn nút mở vô tuyến rồi khum đôi tay vòng qua đầu gối và hạ mình nằm xuống theo dõi Bộ đang xem vô tuyến phát lại chương trình bạn muốn hẹn hò. Thời gian gần đây bộ đam mê chương trình này. Vì cậu đang nhanh nhóm lên trong đầu một ý định sẽ kiếm người yêu thông qua chương trình này. Bộ chăm chú theo dõi sự xuất hiện và trò chuyện của cặp đôi trên màn ảnh nhỏ. Cộng với những lời chào hỏi vui vẻ xen lẫn với những câu khôi hài của người dẫn chương trình, làm cho khoái chí cũng cười theo. Năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng bộ vẫn không hề có nghề ngỗng gì ổn định Bố mẹ của cậu sinh được hai người con Xếp bộ có một cô em gái kém bộ ba tuổi Nhưng đã lấy chồng được hai năm Và ở mãi trong miền Nam Thì thoảng những lúc mà cô em gái gọi điện về Sau những câu hỏi thăm sức khỏe mang tính thủ tục Thì cô luôn nhấn mạnh việc mong muốn bộ lấy vợ Có lần cô liền chọc đùa Bác sắp xếp đi thôi Tuổi cả rồi không nhanh là thằng tún con em nó lại lấy vợ trước bác đấy. Bộ liền cười hì rồi đáp lại. Lo cái gì chứ? Xe ai mạnh thì người ấy chạy thôi. Mà anh đang tính năm nay thằng tún 2 tuổi rồi phải không? Anh chờ độ 10 năm nữa cho nó lớn để cho nó bê quả cho anh. Anh mới cưới. Hòa thấy anh cứ đùa cợt không nhập tâm chú ý gì cả. Thì cô cũng buồn lắm. Cô lại gọi điện cho bố mẹ để mong tìm được đồng minh. Cô liền nói Bố mẹ coi sao dục anh bộ lấy vợ đi thôi Gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ liêu lầm Sau này cha già con muộn lại hối không kịp đâu Mạnh mà mạnh bố mẹ cứ dục đi hả Đừng có ù ù cà cà thích sao thì sao Là ông ấy không còn lấy đâu ạ Bà mẹ thở dài rồi nói Thì dục đến cũng giống như vậy thôi chứ còn làm sao hả con Không lẽ bố mẹ lại thân chinh đến tận nơi đi hỏi vợ cho anh mày Ngày nào tao với bố của mày chả nói Mà anh mày ấy, nó cứ như là vịt nghe sấm có ăn nhời đâu Ông bố giật điện thoại từ tay của vợ rồi nói Hòa này hay là con xem trong chỗ công ty mày làm Có mối nào chưa có chồng mày giới thiệu cho anh mày đi Đẹp xấu gì không quan trọng miễn là đừng lười nhác Chịu có làm ăn là được Trời đất ơi tao với mẹ mày hết cách rồi đấy Mấy lão bằng tuổi bố con họ có kém thằng bộ đến vài ba tuổi, Thế mà đã có con bồng bế cả rồi Nhiều lúc bố nghĩ bố cũng buồn lắm chứ Hòa buồn giàu thở dài rồi nói muộn giọng đồng cảm Vâng, con cũng có khác gì bố mẹ đâu Nhà có mỗi một anh trai Thà như tuổi tác chưa tới hay bận biệu gì Hay là bận biệu làm ăn gì thì cũng không nói Đằng này thôi được rồi Con sẽ tìm giúp anh một cô trong công ty con Nếu được thì tết năm nay Con sẽ mời cô ấy về quê mình ăn tết và tiền thể cho bố mẹ và anh bộ anh ấy gặp mặt. Ông bà liền mừng rỡ bà mẹ liền nói lên như reo. Tốt quá con ạ, à. được như thế thì còn gì bằng cố gắng nhé. Thôi muộn rồi, bố mẹ đi nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi đi. Ngay ngày hôm sau Hòa bắt đầu chú tâm vào việc tìm người yêu cho anh trai. Hỏi thăm đồng nghiệp rồi mày mò tìm hiểu mãi. Hòa mới nhắn được một cô bé, năm nay chừng đôi mươi, quê ở Thanh Hóa, vào đây làm việc đã được 2 năm kể từ khi học xong bậc trung học phổ thông. Hòa liền lân la lại làm quen. Chào em, nghe em trò chuyện với mấy chị kia thế em nói giọng miền Bắc. À, em là người miền Bắc vào đây hả? Em ở tỉnh nào? Cô gái ngừng tay lại một lát kéo trễ cái khẩu trang trên miệng xuống rồi liền nhẹ nhàng đáp. Dạ em chào chị, em là hằng em quê ở Thanh Hóa, còn chị chị ở tỉnh nào? Hòa liền cười ồ lên nói với vẻ mừng rỡ chị tên hòa chị là hàng xóm với em đây quê chị ngay ở ninh bình ôi khéo nhỉ thế mà dạo đến đây ấy chị em mình làm trong cùng một tổ mà không biết kết thúc buổi làm hòa rủ hằng đi uống nước ăn cơm cùng nhau rất nhanh hai chị em rất thân mật như quen biết từ lâu hòa e rè gợi chuyện em có hay về quê không mỗi năm chỉ về một lần tết thôi hay hay sao hả em hằng liền cười rồi trả lời em ít về quê lắm chị ạ à vào đây làm được hai năm rồi nhưng em chưa về lần nào vì em có ông chú ở trong này thành ra tết nhất ngại về lại nhà cô chú ở vài hôm tết lại cây cuốc tiếp rồi cô ngưng lại vài giây đưa tay hất mấy sợi tóc đang vướng chích chắn ra phía sau rồi nói tiếp em đang định tết năm nay về chị ạ à. lâu quá rồi cũng thấy hơi nhớ nhà chị ạ à. hòa liền vui mừng hỏi thế hả thế em là đặt vé về quê chưa còn có hơn hai tháng nữa là mấy đâu em chị bảo này chị có cô bạn làm bên phòng bán vé máy bay chị mua luôn cho em nhé tết này hai chị em mình cùng về yên tâm đi chị mua là chỉ có giá rẻ thôi hàng liền lễ phép nói ô vậy ạ à? vâng thì chị mua giùm em với nhé hết bao nhiêu tiền em gửi lại mình làm trong này cũng bận quá thành ra em cũng chưa coi vé vung thế nào may quá gặp được chị họ lại thân mật nói Lo gì em, chị em cả mà, vừa là chị em công ty vừa là hàng xóm thanh hóa ninh bình với nhau. Công nhân tiền đây chị mời em Tết này ghé qua nhà chị, chơi rồi ăn Tết với gia đình chị. Năm nay cũng đã hai năm rồi chị chưa có về ngoài ăn Tết đấy. hằng liền gật đầu gượng hậu. dạ nếu có thể em sẽ ghé, cơ mà em sợ không có kịp cho nên em cũng chẳng dám hứa trước đâu. Chị tính xem đi, chị em mình mãi 27 mới được nghỉ Tết, Đi máy bay nhanh lắm chiều tối 27 mới về đến nhà Rồi chợ búa mua sắm chơi bời các kiểu Được vài 4 ngày đến mùng 6 Tết là phải có mặt ở công ty Nhà em cô dì chú bác thì đông Đi mỗi nhà một ít cũng mất mấy hôm chưa chắc đã hết lượt Thành ra là em chưa hứa trước được với chị đâu Hòa liền mạnh dạn đề nghị Không được Thế nào em cũng phải ghé nhà chị một hôm cho biết Em em đưa số điện thoại đi cho chị Em mà không ghé chị gọi cho cái điện thoại nó bốc cháy luôn đấy. Từ hôm đó hai chị em thường xuyên liên lạc với nhau, thân mật và hòa đồng như người một nhà. Hòa liền thầm nghĩ, con bé này nó sinh ra ở nông thôn, sinh năng cần cù đúng chất gái quê. Nó về nhà bố mẹ mình làm dâu thì hợp lý không còn gì bằng. Buổi tối Hòa tranh gọi điện về cho bố mẹ để báo tin vui bước đầu. Bà mẹ vừa alo thì Hòa hứng hờ nhập đề luôn Mẹ à, này con báo cho mẹ một tin vui nhé. Con tìm được cho lão bộ nhà ta một mối được lắm mẹ. Mẹ biết không, con bé này năm nay mới 20 mà quê lại ở ngay Thanh Hóa. Tính ra từ nhà mình lại chỉ cách chưa đầy năm chục cây số thôi mẹ. Phải hả con? Thế con đã đề cập với con bé về chuyện ấy chưa? Mẹ này chứ. Ai lại đi nói chuyện đó? Biết nó chưa có chồng, chưa có người yêu là được rồi. Với lại bé đó nó cũng đã nhận lời tiết nay về nhà mình chơi tạo điều kiện cho nó và ông bộ nhà ta gặp nhau rồi tự mà tìm hiểu mà tiến tới chứ con đi hỏi thằng nó thế chẳng hóa ra là con đi hỏi vợ thấy anh trai à mẹ thật là bà mẹ vẫn lo lắng rồi nói cơ mà con phải tìm cách mà xa gần nói dần đi chứ rồi mình không đề cập đến chuyện đó thì từ nay đến tết chảy có ai người ta ngỏ ý trước con bé nó nó yêu người ta mất rồi thì làm sao ông bố đang xem thời sự trên chiếc ghế gần đó vì máy mở nó ở ngoài, cho nên đông nghe rõ. ông liền quay sang gắt vợ: cái bà này hay thật đấy. bà thích thì bà vào mà hỏi. sao bà lại hâm như thế? đúng là đàn bà sâu sắc lắm thì cũng chỉ như cái cơi đựng trầu thôi. bà phải giữ giá cho con trai mình chứ. nó có đuôi cùi xích mẹ gì đâu mà phải nhờ em gái đi hỏi hộ vợ. chẳng qua là giới thiệu cho nó để nó có chỗ mà tìm hiểu đi lại nếu thích hợp thôi. Bà vợ đang nói chuyện với con gái thì ông chồng nói gai tai quá cho nên bỏ máy xuống bàn quay sang bảo. Tôi như vậy đấy ông làm gì tôi nào? Cứ nói một cái lại nhảy vào họng của người ta. Gớm nữa giữ giá, có mà giá đỗ đấy. Con người ta mọc mũi lên từ cái là yêu đương loạn lên rồi. Đằng này 30 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai, kia kìa. Sang mà sách dép cho cái thằng con nhà chú Hải. Năm nay mới học lớp 12 nhé. Yêu rồi đấy, bố mẹ nó ngăn cản mãi chứ không thì cưới rồi đấy. Ông chồng cầm điều khiển tắt vụt tivi đứng dậy, rồi vừa đi vừa bực dọc nói, bà thích như vậy lắm hả? Dăm ba cái tuổi danh yêu với trả đương, tự cóc thèm nói chuyện với bà nữa, bà ngang như cua đấy. Vừa lúc đó thì bộ đi đâu về thấy bố mẹ đang to tiếng nói chuyện gì đó cậu hỏi. Sao vừa mới chập tối mà bố mẹ đã la om sòm lên vậy? Hòa nghe qua điện thoại thích giọng của anh trai mình cho nên cô tắt máy Hai ông bà tiếc con về thì cười xòa lái sang chuyện khác. À không, không có gì đâu con. Chuyện đồng áng đinh tinh ấy mà. Mẹ mày thì khi nào trả thế? Bố nói nhỏ thì mẹ mày phải hét to lên mẹ mày mới chịu. Bà vợ không nói gì nhìn chồng với một vẻ bực tức rồi đứng lên đi ra chỗ khác. Kế hoạch kiếm tìm vợ cho bộ được ông bà và cô con gái âm thầm triển khai. Cuối cùng thì những ngày cuối năm cũng đã đến, Hòa gọi điện báo là chiều mai sẽ về quê. Năm nay cô để chồng và con ở bên nhà nội ở Biên Hòa ăn Tết, còn mỗi mình mình cô về mà thôi. Ông bà háo hức chồng mong con gái, nhưng mà cũng không bằng trông ngóng cái cô gái mà Hòa đã hết lời khen ngợi ở những lần gọi điện thoại về mấy tháng qua. Nhất là bà mẹ cứ hồi hộp bồn chồn, chốc chốc lại đi về phía cuốn lịch treo tường, rồi lật từng tờ nhìn chằm chằm vào đó. Ông chồng thấy như vậy, Ông biết là bà vợ của mình đang mong ngóng lắm ông liền chiêu. Giá như một ngày mà có khoảng 10 tiếng thì hay biết mấy bà nhờ. Đằng này mỗi ngày lại có những 24 tiếng mới ác chi lại. Bà vợ quay lại bảo chồng, mặc tôi, ông thì cứ cái chuyên gia nói vớ nói vẩn, tôi là tôi không vô tư được như ông đâu. Rồi bà quay mặt đi hướng khác như giận dỗi, ông chồng mỉm cười rồi không nói gì cả. Buổi tối hôm 27 Tết, Do Ninh Bình không có sân bay cho nên cả hai chị em Hòa và Hằng đã máy bay chung về sân bay sao vàng của Thanh Hóa. Xuống đến nơi thì mới độ khoảng 8 giờ tối. Bộ thuê một chiếc xe và đi cùng với tài xế đi đón em gái. Hằng xuống đến nơi thì gia đình cô cũng đã chờ sẵn ở đó từ khi nào. Hằng chào tạm biệt Hòa rồi hẹn sẽ tranh thủ thời gian để ghé qua nhà Hòa chơi trong dịp Tết năm nay. Lúc chào tạm biệt Hòa liền giới thiệu với Hằng đây là anh bộ, anh trai của chị đó. Thằng liền lễ phép nói, Dạ em chào anh, em là hàng làm cùng chỗ với chị Hòa. Bộ khép mỉm cười gật đầu không nói gì cả, mau chóng dục em gái lên xe để về nhà cho sớm, còn tắm rửa và ăn uống. Lúc lên ô tô trở về nhà bộ nói với Hòa như trách móc, Mày làm cho tao ngại gần chết, đấy. tao biết gì đâu mà dớ với trà thiệu, làm cho anh mày đỏ hết cả mặt lên. Trời đất ơi anh tôi, gần 30 tuổi đầu rồi mà thích con gái còn thẹn. Thế này thì khi nào em mới có chị dâu Mà này em thấy con bé này được đấy Anh tính sao thì tính cho em duyệt nó rồi đấy Tới đây nó về nhà mình chơi này Tấn công mạnh mày nhé Mày vớ vẩn vừa thôi Ai biết cuối là ai đâu mà tấn với trả công Mày thích thì đi mà tấn công Ta không biết đâu Mày đừng có mà lung tung Bác tài xế thích cuộc trò chuyện của hai anh em thú vị Cho nên quay xuống góp vui Lấy vợ làm gì lại hỏng hết cả thanh xuân Phải không cậu Nhà tôi cũng có cái đứa con trai năm nay ngót nghét ba chục Chắc là nó cũng tuổi như cậu đấy Trời đất ơi Mỗi lần dục nó lý vợ lần nó cứ bảo như thế Nói nhiều cũng chán thành sự thì cũng kệ Hòa đỡ lời rồi bám lấy câu nói của bác Tài rồi nói Nói chung là chơi bời cũng có hạn thôi Chuyện vợ con cũng phải nên tính bác cả Có sớm sủa gì nữa đâu Nhà cháu ấy à Mà để cho anh cháu chắc là anh cháu chẳng lý vợ đâu Bố mẹ cháu ấy, dục như là, là cháy nhà nên Mà cứ ngang ngang có nhập tâm đâu bác Bộ liền bực mình rồi gắt Thôi im đi mày, mày về đây ăn Tết hay về dục tao cưới vợ đi hả? Mày cứ lo việc của mày đi, anh mày tự khắc lo được. Bác tài xế đưa Hòa và bộ về đến sân khi mà bố mẹ của bộ đang ngồi bên mâm cơm, úp bên lồng bàn để chờ đợi. Vừa thấy xe về thì bà mẹ chạy ra đon đã nói. Cảm ơn chú nhé chú dùng cơm chưa? Và ăn chung với gia đình tôi luôn cho nó vui. Cảm ơn cô, tôi ăn rồi tôi đang vội chút, có mấy quốc khách đang hẹn, thôi tôi đi luôn đây. Bà gật đầu nói vâng dạ rồi ôm hòa vào vồn vã. Ôi con của mẹ, khỏe không con? Mẹ nhớ con lắm đấy. con đi máy bay có mệt không con? Thôi vào nhà tắm rửa đi. Nước nóng mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Nhanh chóng ra ăn cơm luôn đi kẻo đồ ăn nó nguội nhé. Hôm nay biết mày về mẹ con làm thịt luộc với lại ở dưa giá đấy. Nhanh đi con. Hòa hôn lên mẹ của mẹ một cái rồi ôm chầm đi bà và tỉ thi Con nhớ mẹ quá. Mà sao bố mẹ không mời cơm đi? Đợi con làm gì lại đói? Trước lúc đôi máy bay con quan ổ bánh mì với uống hộp sữa rồi. Mẹ cũng nói như thế nhưng bố mày bảo lại chờ nó với một thể cho vui. Và chào bố đi con. Bố mày là nhớ mày lắm đó. Thi thoảng có chuyện gì là cứ nhắc mày suốt đấy. Nghe bà mẹ nói xong hòa thi sống mũi của mình đột nhiên cay cay. Là thân gái thủa nhỏ ở với bố mẹ cho tới lúc ngoài đôi mươi. Thì đi lấy chồng xa xứ. Có chồng rồi bao nhiêu công việc và đủ mọi thứ phải lo toan. Khi ấy mặc nhiên cái suy nghĩ về cha mẹ cũng tự động vơi bớt đi rất nhiều. Hòa Trần thích mình vô tâm quá. Từ nay cô hứa sẽ tranh thủ về thăm bố mẹ ít nhất mỗi năm một lần. Họ bước vào mâm cơm lúc này ông bố đích chuyển lên bàn. Ông đang vây dở điếu thuốc cho vào nõ thấy hòa. Ông điện buông điếu rồi niềm nở hỏi trước. Con về rồi hả mệt không con? Đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm. Bố mẹ đang đợi cơm con đấy. Hỏa lao đến ôm bố từ đằng sau Cô bằng đầu khóc thút thít Ông bố thấy con gái như vậy thì an nổi Ô okay, kìa sao lại khóc Thôi nào Về quê ăn tết với bố mẹ lại khóc thế này Thôi được rồi con tắm rửa đi để vào ăn cơm Chờ đợi chị mà tôi đói cả quặn ruột rồi đây Bố bước vào vội vàng nói thêm Thôi đi cô nương Tắm táp đi còn ăn cơm Định cho cả này nhờ cô chết đói đi hả Họ bước đến bên anh đánh yêu vài cái nhẹ nhẹ rồi chạy đi tắm rửa thay quần áo mọi người quây quần bên mâm cơm đổ các câu chuyện trên đời dưới đất được hòa kể sau hai năm chưa về nhà đến gần cuối bữa cơm như bố nói cho cả bộ đang ngồi đó nghe về dự kiến của gia đình bà mẹ lên tiếng này con coi trong công ty con coi chưa có chồng không tìm cho anh con một đám đi bố mẹ dục suốt mà anh con chẳng chịu tìm vợ gì cả ông chồng liền bổ sung đúng rồi đó lo được vợ cho anh con ấy thì, thì bố mẹ mới khỏe người được lúc nào cũng canh cánh trong lòng về cách trách nhiệm trên lo xong thả như là còn non trẻ thì thôi cũng chẳng nói làm gì đằng này là một gánh tuổi rồi mà chẳng thấy nói chuyện vợ con gì cả thật là chán bộ cắt ngang lời của bố để biện minh cho mình thì con cũng kiếm mà không được chứ có phải là con không có chú tâm đâu nay gái hiếm lắm mở mắt ra là đã có người rước đi rồi bố mẹ cứ thấy con nói mãi hòa cũng nhân tiền nói luôn anh thấy con bé hồi nãy gặp ở sân bay được không này Sinh năng chăm chỉ lại ngoan ngoãn thôi tấn công đi đừng ngại nữa nay mai nó vào nhà mình chơi để anh nhớ nhân cơ hội đó mà triển luôn đi nhé bộ liền chậm chạp đáp lại với vẻ ngượng ngùng ờ à, thì thì non cũng được cơ mà trẻ quá anh sợ bé đó nó ngại may mà em giới thiệu trước với nó là anh là anh trai chứ nếu không thì nó lại gọi anh bằng chú đấy Ông bố thích con trai của mình có vẻ xuê cho nên chỉ biện minh vậy cho đứa ngượng mà thôi. Ông góp ý như để chứng minh cho con của mình thấy điều đó không quan trọng. Còn cứ lo cái gì việc đấy. Bố đây này, chính bố đây. Bố lấy mẹ mày đến hơn 8 tuổi mà có sao đâu. Bọn tôi đã vẫn hạnh phúc đấy. Việc đó bình thường. Chồng kém tuổi vợ hàng chục tuổi đang được huống chi là vợ kém tuổi chồng. Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ đời. Thế sự quyết liệt góp ý và xây dựng của cả gia đình cho nên bộ đã đồng ý và chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thời gian trời vuồn vút như bay, nhóm quái mà hôm nay đã là 30 Tết. Bên cạnh gốc già ở gần cuối vườn, bộ và bố mình đang canh lửa bên nồi bánh trưng. Bà mẹ của cậu đang dập củ nghệ bỏ vào nồi cá để chuẩn bị kho, còn hoa đang mái mê với lẻ bó hoa lớn đủ loại. Nào là lay ơn hồng cúc đồng tiền. Cô đang chia ra từng lọ nhỏ để đặt lên bàn thờ. Tất cả mọi sự chuẩn bị đang hối hả cho kịp mâm cơm cúng tất niên buổi chiều nay. Hòa đằng cắt mới cái gốc của bông hồng thì điện thoại trong túi quần của cô xeo vang. Hòa đàn cái kéo xuống bàn lau sơ sài đôi tay bằng cái rẻ lau bên cạnh rồi móc máy sang nghe. Số phone hiện lên màn hình điện thoại được lưu là em Hằng. Hòa liền gặt xăng rồi nghe máy. Chị nghe nè Hằng. Dạ chị, nhà chuẩn bị tết đến đâu rồi? Về quê vui không? Chị đang làm gì thế? À, cảm ơn em, chuẩn bị cũng tương đối rồi. chị đang cắm mấy bông hoa, e ơi, hoa miền bắc nhà mình rẻ thật đó, có 2 ba ngàn một bông. chị tiếc quá mua một bó to đùng luôn, thành ra bây giờ cắm ngơ người luôn này. Mà em gọi chị có chuyện gì không? này, sắp xếp thời gian chưa? hôm nào về nhà tôi đấy cô gái, đừng nói là là, là gọi bạn là báo là không ra được nha. này không chấp nhận đâu. hằng cười nắc nẻ rồi đáp, bà chị tôi ghê quá à nha, đe dọa vậy ai mà dám không tới chứ? đùa thôi em gọi báo với chị một chuyện là lát nữa em sẽ ghé qua nhà chị và tối nay em sẽ đón giao thừa ngay tại nhà chị chuẩn bị cỗ nhé chiều em tới hòa như không tin vào tay của mình cả hai năm xa nhà không về tại sao có một chút thời khắc thiêng liêng để đón giao thừa bên gia đình mà hằng lại bỏ qua để đến nhà mình thâm tâm của hòa phải cho rằng ít nhất thì phải ngoài mồng ba tức là hết tiết rồi có ghé chơi hằng mới có thời gian ghé suy nghĩ đến đây hòa thôi không nghĩ nữa mà tiếp tục công việc cắm hoa của mình cơ cũng dự định để cho hằng đến tạo bất ngờ với gia đình và không vội nói cho bố mẹ và anh bộ biết từ phía bờ giếng hòa nghe được tiếng mẹ gọi hòa ơi hòa sao mẹ nhờ chút già dạ, con ra đây có việc gì vậy mẹ con cầm hộ mẹ chai nước mắm với lại cái lọ mì chính trong chỗ bếp ra đây thay mẹ đang giã nghệ dở hòa vâng già một tiếng rồi lấy ngay những thứ mẹ nói mang đến trước mặt của mẹ cô liền ân cần bảo dạ đây mẹ ôi cái chấm có người à hai năm nay rồi con chưa có được ăn món cá kho của mẹ đó trong biển nam có tìm nhưng cũng không có món độc đáo này mẹ ạ à. bà mẹ cô hoa giật đầu vẻ đồng cảm rồi mỉm cười tiếp tục công việc vang vọng từ phía cuối vườn ông bố bảo với bộ chắc là cả nước hay sao ấy con thế không sôi mạnh như lúc nãy nữa con vào lấy thêm nước đổ vào đi Bánh trưng nấu mà không ngập nước kiểu gì cũng không chín mà bóc ra lại còn bị thâm. Bộ gật đầu vâng dạ một tiếng rồi hớt hải cầm theo cái thùng sơn đi vào bể múc nước. Mọi công tác chuẩn bị cho mùa xuân năm nay đều đang hối hả, thấp nầm và vui nhất lúc này có lẽ là hòa. Cô đang ấp ủ một bí mật mà cô chắc rằng khi bí mật đó lộ ra thì cả nhà cô sẽ đều rất phấn khởi nếu nhân dịp này mà anh trai của mình là bộ và con bé Hằng kết đến được với nhau để tính chuyện trăm năm thì cái Tết này sẽ ý nghĩa và đáng nhớ vô cùng. Hằng sắp xếp một vài bộ quần áo bỏ vào cái túi nhỏ rồi nhờ một cậu bạn trở đến nhà hòa. Quãng đường ở gần 50 cây số cũng chạy xe gắn máy, mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Theo địa chỉ hòa đồng thì người bạn chờ hòa đến trước một ngôi nhà đến trước một ngôi đình ghi là đình làng An Hòa, người bạn phải quay về ngay vì trời sắp tối mà đêm nay lại là đêm giao thừa. Hằng móc máy ra gọi điện cho Hòa, sao bà hồi chuông thì Hòa bắt máy nói như là gieo. Em tới chỗ chị nói chưa, chị ra đón em nhé. Vâng ạ, à, em đến rồi, em đang đứng ngay ở cổng đình làng An Hòa. Chị ra dẫn em vào với. Năm phút sau Hòa có mặt, mới cách xa nhau có bà hôm nhưng mà hôm nay. Cặp lại hai chị em vẫn tặng nhau một cái ôm thân mật. Hòa dắt hằng men theo con đường bê tông nhỏ dẫn về trước nhà. Trời bắt đầu sầm tối, bộ và ông bố đang bận rộn với công việc vứt bánh trưng. Bà mẹ đang chuẩn bị cơm chiều. Sắt hàng về đến sân Hòa liền gọi lớn. Bố mẹ ơi, nhà mình có khách cả. À? Bộ và ông bố vẫn còn đang tiếp tục công việc. Còn bà mẹ sau khi nghe con gái nói thì bà bỏ dở công việc trong bếp rồi lao ngay ra ngoài sân vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của bà hàng liền nhanh nhầu dạ cháu chào bác ạ à. bác không sợ cơ mà bác bà ngờ ngờ đây có lẽ là cô bé mà hòa kể là muốn giới thiệu cho bộ giờ bà chưa gặp lần nào bà cũng vô từ đáp lại ờ bác chào cháu vào nhà chơi đi bác đang dở tay tí nhát xong bác lên giờ bà liền dục hòa dẫn bạn vào nhà đi con cho bạn rửa giấy chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm mẹ nấu xong cả rồi đấy bộ và bố kể nể bây giờ bánh trưng vào trong bếp đặt xuống dưới chiếc ghế đã kể sẵn ông hỏi vợ ai đấy bà tôi nghe như là có tiếng ai đó vào nhà mình đó bạn của con hòa đấy ông ạ à. bộ đứng ở bên hiên bếp nhìn xuyên qua lớp cửa kính để phóng tầm mắt lên trên Nghe ngó một lúc bộ quay sang bảo cô ấy đấy bố mẹ ạ à. cái cô mà con hòa nó giới thiệu cho con đấy chính xác luôn con gặp ở sân bay hôm bữa đi đón con hòa hay vợ chồng ông bà vui lắm nhưng cũng thắc mắc à Tại sao quê của con bé Con hòa bảo ở mãi thanh hóa Còn mấy tiếng nữa là giao thừa Mà nó lại tới đây chơi Bà liền múc thức ăn lên mâm xong xuôi Rồi ghé lên nhà gọi lớn Hòa ơi giải chiếu ra để dọn cơm con Mâm cơm đựng bê lên Một đĩa tôm kho với thịt ba chỉ Lưng lửng tụ cánh mướp hương nấu sau đây Một đĩa cá bóng kho tiêu thơm nức Đầy áp như là muốn rơi cả ra ngoài Bộ tắm rửa xong bước vào trong nhà nhìn về phía bà Hằng mở lời. Nhìn về phía của Hằng mở lời. Chào em, nhớ anh là ai không? Dạ nhớ chứ, em gặp anh một lần là nhớ ngay. Chắc tại anh đẹp trai quá mà, cho nên khó nhầm lẫn lắm. Cả nhà cùng vui vẻ với câu nói vui của Hằng. Bộ cũng không biết hôm nay có cái động lực nào mà cậu lại nói chuyện với một cô gái chân chu và tự nhiên như vậy. Bình thường thì cậu cũng là một người hay nói nhưng ngay gặp hay tiếp xúc với gái thì lại im tin thiết thậm chí là mặt mũi còn đỏ ửng như là trái gấc vậy thế mà hôm nay sao lại mạnh dạn một cách khó hiểu như vậy phải chăng cái sợi dây tình yêu mà trời xe cho bộ chính là cô gái này chăng suốt bữa cơm hôm ấy bộ với hằng cứ tha thiết được ánh mắt nhìn nhau về tình tứ đến không ngờ cá nhân của hằng hôm nay gặp bộ ở sân bay chỉ trong thoáng chốc cô đã bị sự e thẹn dễ thương của bộ cướp mất hồn. Cô thấy bộ dù không được xếp vào hàng quá đẹp trai, nhưng cô thấy anh có cái duyên kiểu gì mà cô không giải thích được. Bước cơm kết thúc mọi người lục tục đứng lên chuẩn bị cho mâm lễ cúng giao thừa sắp đến. Họ nhận ngay công việc làm thịt gà để anh mình và Hằng có khoảng thời gian riêng mà tâm sự và tìm hiểu. Thằng rào bước qua phía sân rồi lững thững đi tới một lối xa. Bộ biết ý chạy theo Đến bên gốc cây to ở phía trước cửa đình Thì cả hai người ngồi xuống phiến đá Được kia ở đó từ rất lâu Hàng giải bày tâm sự với bộ đủ mọi thứ Từ việc gia cảnh không khá giả Cho nên tốt nghiệp phổ thông xong Phải bươn trải kiếm tiền Dù cho cô rất muốn đi học lên đại học Tiếp theo khi những giọt nước mắt rơi Vì tuổi thân cũng là lúc hàng kể cho bộ nghe Câu chuyện mà chính câu chuyện này là lý do khiến đêm nay cái đêm giao thừa này cô không ở nhà mà phải đến đây. Hàng sau hai năm xa quê, Trần ướt Trần Giáo về đến nhà. Bố mẹ cô sau vài lời hỏi han đã đề cập ngay đến chuyện Hằng phải lấy chồng. Hằng hoàn toàn đồng ý điều đó, cô không phản đối gì cả. Vì tuổi mình cũng đã đến rồi và cô nói vì bố mẹ một câu vui vẻ. Bố mẹ cứ yên trí, rằng năm sau nhất định con sẽ mang rể về cho bố mẹ. Nhưng nào đâu ngờ những lời nói của bố mẹ cô chỉ là tiền đề để, để ông bà đưa con gái của mình vào một chuyện tình mà ông bà sắp đặt sẵn. Ông bố liền bảo, không phải kiếm đâu cho xa con ạ, à, bố mẹ đã có sắp xếp cả rồi cứ yên tâm. Vài hôm nữa nó sẽ về và đón con đi luôn sang bên đó, ngay sau khi ăn tết xong ở đây. Hằng ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì bà mẹ tiếp. Con lấy được mối này thì ngang với chuột sang hũ nếp chứ chẳng chơi. Đây này, làng mình bây giờ nhé, con liên con thu con hoài. Giờ cả con thớm của nhà ông Kiều nữa, chưa học xong cấp 3, nhưng cũng làm đám cưới rồi theo chồng sang nước ngoài. Ôi trời đất ơi, con gái học nhiều làm gì, thuyền mạnh vì lái gái mạnh vì chồng, cốt là thằng chồng nó giàu là đời sẽ sướng khỏi về suy nghĩ nhiều. Thế ra ông bà đang sắp xếp cho con gái cầu mình lấy một anh chàng Việt Kiều, một người mà hằng chưa gặp mặt và cũng chưa thích hình dáng ngằng dọc như thế nào hằng liền gạt đi vậy sao mà được chứ con đã biết người ta là ai đâu mà người ta cũng có biết con đâu mà bố mẹ bảo về đây rồi rước đi con không có đồng ý chuyện tình cảm của con bố mẹ phải để con tự quyết định mấy ngày hôm sau thì bố mẹ cô vẫn không chịu buông tha họ mắng mò rồi chỉ giết hằng khiến cho hằng phát khóc mà không biết chia sẻ cùng ai Ông bố cứ uống rượu rồi giả say giả tỉnh mắng. Mày là thứ con mất dạy, ta nuôi mày lớn bằng đầu bằng cổ để cho mày cãi tao. Đúng là tốn cơm tốn gạo, nếu con chó cho nó giữ nhà còn có ích hơn. Bà mợ vừa lúc này bước vào nghe chồng nói vậy cho nên nhảy lên hùa theo. Cái loại cơm không muốn ăn, đại muốn ăn cám thì mặc xác nhà nó. Ông nói làm gì cho nó phí lời. Rồi bà quay lại chỗ của hàng huyết dài một cái rồi xỉa sói Mày cứ tưởng mật đi hả? Gớm, mày tưởng tìm được một người đủ điều kiện kinh tế lo cho mày sung sướng dễ lắm hả? Đồ ngu, cá không ăn muối cá ươn. hằng ngầm ngồi nuốt sữa cay đắng vào trong rồi bỏ vào trong phòng nằm và giấm dứt khóc. Rồi ngày hôm sau khi mà tâm trạng đã cay đắng đến tột độ, Hàng quyết định phải đến nhà hòa, không ở nhà nữa vì bố mẹ cô kể từ hôm đó đến nay, rất lạnh nhạt với cô như người dưng nước lã. Hai năm xa quê mong muốn về nhà, tìm cái mà người ta gọi là sự đoàn viên, ấm áp, anh ngờ lại thành ra như vậy. Nghe câu chuyện của Hằng kể mà bộ cũng ngậm ngùi cảm thông. Cậu nắm tay của Hằng như một lời động viên, rồi càng hai ngà vào người nhau như một lẽ thường khó giải thích. Bộ siết chặt mạnh cơ thể ấm áp của Hằng, cái lạnh của mùa đông đã tan biến hết từ khi nào, bởi có lẽ nơi đây đang có một sức nóng cuồng nhiệt, đó là sự ấm nóng của tình yêu. Đến khuya ước chừng đã hơn 11 giờ đêm bộ ghé tay của Hằng thì thầm. Sắp giao thừa rồi ta về thôi em. Mình ngồi thêm một lát nữa được không anh? Em muốn anh ôm em cả đời như vậy anh có làm được không? Được chứ. Anh mong còn không được nữa là. Trong giờ khắc giao thừa năm nay, anh sẽ công bố với gia đình về chuyện chúng mình em nhé. Em đồng ý không? Hằng không đáp chỉ ôm mạnh bộ hơn. Điều đó thay cho câu trả lời và sự đồng ý của cô thấy đã gần đến thời khắc sang canh mà chưa thấy bộ và hằng về hòa liền bảo mẹ hay lại để con đi tìm về để tâm sự có mặt tới sáng Kể đi con con cứ vào nhà đi Thì tiếng pháo tự khắc chúng nó sẽ về năm nay cho anh con với con bé hằng sông đất cho nhà mình cũng được lại càng tốt chứ việc gì đâu mà lo nhưng mà ông vừa dứt câu thì nhìn ra ngoài đã thấy bộ và hằng nắm tay nhau về thế cử chỉ thân mật ấy hòa đoán ngay Hai người đã yêu nhau mất rồi Cô liền buông lời chọc ghẹo À đây rồi Em đang định đi xem anh chị tâm sự cái gì Ở đâu mà sao lâu quá vậy Tự dưng nó đang là em mình Bây giờ phải gọi nó bằng chị chán ghê cơ Hàng ngừng ngùng núp vào Sau lưng cổ bộ rồi mỉm cười Một nụ cười hạnh về cô đất tròn cho mình Một người mà trái tim cô mách bảo Là đúng đắn ngó mắt lên chiếc đồng hồ đã thấy gần 12 giờ rồi Ông bố nhìn vợ rồi bảo các con Thôi Nhà ta chuẩn bị đi cả nào Sắp giao thừa rồi đấy Còn chưa tới 5 phút nữa Cả nhà lục tục kéo nhau vào trong tư gia Ông đốt một nắm hương Rồi đưa cho mỗi người một cây rồi bảo Mọi người thắp hương lên bàn thờ gia tiên đi Năm nay nhà ta đoàn viên đông đủ như vậy Ngưng lại một chút Nhìn qua phía hàng rồi nói tiếp lại còn có thêm thành viên mới nữa Thì đúng là chuyện vui ngày cuối năm lại lan cả sang năm mới Xong hỷ lâm môn là đây chứ đâu ở à bên ngoài có một vài tiếng pháo lộp độp đã vang lên. Chân vì sau một hồi pháo nổ đi đồng bây giờ cũng đang truyền hình trực tiếp lời chúc Tết. Ông bố cắm thẻ hương vào bát rồi quay lại bảo cả nhà. Năm mới từ chúc tất cả mọi người trong gia đình ta hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong mọi điều. Ông tiến lại trước bộ vàng và hằng hạ giọng bảo, bố chúc hãy đưa sớm về chung một nhà. Bộ và hằng gật đầu đáp lại một cách lễ phép hòa liền xen ngang, Thôi nào, nhanh chóng lại thắp hương đi để gia đình ta còn nhập tiệc đón mùa xuân mới. Bỏ ra tay của Hằng tiến thêm vài bước nữa lên phía trước để chuẩn bị thắp hương bàn thờ gia tiên. Việc làm này đã minh chứng một điều rằng mọi thành viên trong gia đình đã xem Hằng là người trong nhà. Vì vậy không còn câu nệ hay phân biệt gì cả. Có lẽ Hằng cũng chấp nhận tuyệt đối điều này cho nên cô rất hào hứng rồi cho đáng lẽ bây giờ cái vị trí của hằng đứng bái lạy phải là nhà của mình mới đúng bộ cắm nhang vào bắt xong lui ra sau một chút để hằng tiến lên cô để que hương vào giữa đôi bàn tay đang hình búp sen của mình làm bầm gắn vài câu không ai nghe rõ và dâng lên ban mấy ngày tết trôi qua thật nhanh hằng cũng không về đón tết với gia đình mà ăn tết ở đây với gia đình của bộ luôn những tưởng mọi chuyện sẽ không êm đẹp khi những ngày sau Tết, bắn đi một buổi chiều bố mẹ cô tìm tận đến nhà của bộ. Lúc đầu Hằng vô cùng hoảng sợ, nhưng khi chỉ đôi phút trò chuyện, Hằng đã nhận ra một điều rằng, bố mẹ đến đây không phải để bắt mình về lấy người mình không yêu, mà hình như thái độ của ông bà đã theo chiều hướng khác. Tiếp đón bố mẹ của Hằng trên chiếc bàn mộc kê giữa nhà, sau khi đón ly nước từ tay của ông bố của bộ, ông bắt đầu nhập đề thưa hai bác thì chắc cái chuyện của con bé hàng nhà tôi nó cũng kể qua cho hai người nghe và chồng tôi quả thật là nông cạn ông bố của bộ đỡ lời thôi ông ạ à, sáng năm mới rồi những cái chuyện cũ thì mình cho qua đón năm mới sang ai chả có lúc sai lầm miễn sao ông bà nghĩ lại là được rồi mạch chuyện cứ như vậy tiếp diễn một hồi khá lâu ngồi ở bên bàn đối diện cả bộ và hàng đều có chút dần mình khi đôi bên bố mẹ quyết định cho hai đứa lấy nhau nói là giận mình vậy thôi chứ thực ra cả hai đều đang rất vui. Không nói ra nhưng trong lòng lúc này thì đang như mở cờ. Một thời gian ngắn sau đám cưới giữa Hằng và Bộ được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người đôi bên gia đình. Sau khi cưới, Hằng và Bộ kéo nhau lên phố lập nghiệp. cả hai thêm một căn trọ nhỏ. Hằng xin vào làm một công ty may túi sách, còn Bộ thì làm cho một cơ sở sản xuất bún. Cuộc sống bình dị ấy cứ diễn tiến. Hằng đã có bầu bộ vui mừng tột độ khi nghe vợ báo tin. Cái thai trong bồng càng làm cho bộ yêu vợ hơn và trí thú làm ăn. Sẽ xuân sẻ nếu không có một ngày cái ngày mà làm đảo lộn mọi thứ. Hôm ấy bộ tranh thủ nghỉ làm một hôm để đi khám bệnh. Mấy hôm nay phần hạ thân của cậu có cảm giác mệt mỏi. Sau khi thăm khám bác sĩ gọi riêng bộ vào trong phòng rồi nói. Theo thăm khám thì cậu bị bệnh về tuyến tiền liệt Bệnh này thì chỉ có một mối lo đáng ngại nhất là Lo gì thưa bác sĩ Là cậu sẽ không có khả năng có con Bộ mở mắt ngồi thụp xuống cây ghế gần đó Đầu óc trắng váng khi nghĩ về đứa con trong bụng vợ của mình Cậu hét lên rồi chạy ù ra ngoài Về đến nhà càng ngẫm nghĩ thì bộ lại càng cay đắng Nếu như hôm nay mà không đi khám bệnh thì có lẽ con vợ lăng loàn của mình Nó vẫn còn tiếp tục công việc cắm sừng Trên đầu của mình khi nào không biết từ hôm đó Hằng đi làm về thích chồng đang ngồi bên chai rượu. Hằng khét liềm trộm một cái rồi mỉm cười. Chồng em hôm nay có hứng thú uống rượu một mình hả? Cô im đi. Hà màn đi. Vợ kịch đến đây kết thúc được rồi. Anh ăn phải cái giống gì vậy? Uống cho lắm rồi nhăng nhăng cuội gì thế? Bộ im lặng không đáp kể từ giây phút đó không khí trong gia đình hoàn toàn thay đổi. Thời gian sau kết thai trong bụng của Hằng đến hôm nay đã ở những tháng cuối cùng. Ngày với chung cũng đã gần đến Mà trong gia đình thì tình trạng vợ chồng đụng đục Vẫn còn xảy ra chiến miên Không ai chịu ai Sau cái hôm định mệnh ấy Hằng cất lời nói gì là bộ phản đối lấn át Và thậm chí còn đụng chân đụng tay Hằng cũng đâu có vừa thì chồng bỏ làm Cô cũng không đi làm nữa Cô liền gắt vào mặt của bộ Ông ăn phải cái gì vào mồm vậy Nó lấy phần hay sao mà nói tướng lên như vậy Cô cầm cái mồm lại đi bỏ liền cái thái độ đó đi không có ngày gãy răng đấy đến hôm nay cuộc sống ấy đã thành thói quen rồi sáng nay lúc tờ mờ sáng bộ bảo hằng ra ngoài chợ mua một chút đồ ăn để hôm nay cậu chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mà cậu cho rằng có phần điên rồ một chút cái kế hoạch của bộ là hôm nay sẽ làm một mâm cơm rồi mời tình địch của mình tức là cha của đứa bé trong bụng của hằng để tuyên bố cho gã biết rằng cái bộ biết thai trong bụng là của cậu ta. Thật ra cái ý định này nó buồn cười quá, xem ra ở cái đất nước này hay suy cho cùng là cả thế giới này, có khi chỉ có một mình bộ là chơi trội độc nhất vô nhị vậy thôi. Chuyện chồng vô sinh rồi vợ đi kiếm con về là chuyện cũng không phải hiếm gặp ở xã hội hiện nay, nhưng mà trường hợp xảy ra thì một là vợ chồng đi hôn nhau, hoặc nếu chấp nhận thì cũng chấp nhận trong sự im lặng sẽ có ai thực hiện cái hành động điên rồ như bộ đâu. Rất nhiều đồ ăn sáng nay đã được hàng mua về. Lúc bấy giờ bộ mới chợt nhớ ra là mình chưa liên hệ và thậm chí chưa biết cái người đàn ông quan hệ bất chính với vợ mình là ai. Nghe đến đây thì bộ đứng trong nhà gọi đến ra ngoài. Mày liên hệ với cái thằng mà nó ngủ với mày á, làm cho mày có thai nó chưa nay qua đây gặp tao. Và như sợ hằng phản kháng cho nên bộ lại buông thêm vài câu Mày lại chuẩn bị cãi đi Liệu hồn nó tao nói cho mà biết Khôn hồn thì cứ răm rắp mà làm theo Không thì bỏ mẹ mày với tao Tôi nói rồi Đứa con trong bụng tôi nó là con của anh Còn anh tin hay không thì tùy anh Anh làm gì sai thì anh lo mà gánh tội Với trời đất với tổ tiên Tông giống của nhà anh Hàng đại lê hết can đảm để thốt ra được Những lời như vậy Vì với cái thái độ hung dữ của chồng hiện tại Cô có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào Bỏ lại tiến ra thêm một chút chỉ thẳng tay vào mặt của Hằng rồi quát lớn. Mày câm mồm liền đi không? Tiên sư cha nhà mày tao nói rồi. Mày còn lằng nhằng nữa chớ thế hồn ngủ vút sâu. Đến khi hồn dậy đầu lâu cũng chẳng còn. Nói xong bộ bỏ vào trong nhà và leo lên giường. Đằng bực tức lại nhìn thấy cái tivi dở chứng bật mãi không lên. Nó đang như phản bội lại mình cho nên bộ bật dậy. Thẳng tay kéo mạnh cho nó rơi khỏi kích kệ và thả tự nhiên xuống nền chiếc tivi chạm đất vỡ nát vang lên từng tiếng xoang xoảng chói tai hằng vẫn ngồi trong bếp không chạy ra dù tiếng động của chiếc tivi vỡ có làm cho cô thoáng giật mình chợt hằng bỗng lên trong suy nghĩ rằng tại sao mới cách đây chưa lâu mình còn là người nắm thế thượng phong mà bây giờ lại để cho gã chồng khờ khạo kia lấn át đến mức quá đáng như vậy nếu cứ cái đàn này rồi trước sau gì mình cũng phải ra đường vì giọt máu trong bụng đằng nào cũng có phải là của bộ đâu. Sợ hằng đứng vột dậy lao về phía nhà ngoài mà chỉ mặt bộ mà hét lớn. Thôi đủ rồi nha, tôi không muốn nói anh đừng có tưởng tôi sợ anh đấy. Quá đáng nó có chừng mực thôi. Và cô là hét như vậy và lừng thững bước ra ngoài. Hai hôm sau bộ vẫn không thấy hằng trở về. Bất trần vào một buổi chiều bộ thích mẹ của mình lừng lững đi từ ngoài ngõ. Trên tay cầm một tờ giấy bộ đon đà chạy ra đón mẹ vào nhà bà điềm đà bước vào và thông báo cho bộ biết hằng đã về quê bố mẹ của hằng đã sang đưa tờ ly hôn này và tuyên bố trắng trợn rằng cái thai trong bụng của hằng hiện tại không phải là con của bộ và tới đây khi bộ và hằng đã ly hôn thành công thì cô sẽ đường đường chính chính kết thôn với cha ruột của đứa trẻ bộ cay đắng cầm tờ đơn mực vẫn còn mới nguyên lên xem rồi vò nát vàng hét lớn Mẹ sư chúng mày đồ khốn nạn mà Để rồi xem tao xử lý lũ chó má chúng mày như thế nào Bà mẹ khuyên con nên bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện Vì nóng giận bây giờ cũng có giải quyết được gì đâu Bà cũng trấn tĩnh lại để mẹ của mình khỏi lo lắng Được một hồi lâu sau thì bà cũng lặng lặng đón xe ra về Vì còn trách nhiệm chăm sóc người chồng ở nhà nữa Hải thấy cay đắng cho nên vô cùng ngẫm nghĩ cuộc đời của mình sao mà éo le đến như vậy. Rồi cậu thả bộ một đoạn dốc ra quán rượu phía cuối ngõ và liên tục nốc từng ly đầy vì lúc này dục phá thành sầu duy hữu tử. Khảnh Khang trở về nhà khi trời đã khuya khoắt và cơ thể thì mệt dã rời. Giờ có lẽ nội tạng đã ngâm ngập chìm trong rượu nhưng bộ vẫn không sao ngủ được. Cứ lên giường nằm thì cảm giác quất thận lại tràn ngập và cuối cùng thì bộ quyết định trong đèn thức trắng để tìm ra cách rửa hết mối hận cây đắng này. Sau nhiều ngày theo dõi bộ đất tìm ra đích danh gã nhân tình của con vợ chắc nết, đó là một tay làm bên tổ đóng kiện và nhà cũng thuộc khu này không có cách xa chỗ bộ đang ở là mấy. Nỗi tức giận dường như đã đến đỉnh điểm khi mà non thấy gã ta và cô vợ của mình tức là hằng âu yếm quấn quyết lấy nhau. Bắn đi một thời gian chừng hơn hai tháng sau thì hằng sinh lúc này ả à đã dọn về ở chung với người đàn ông cho dù chưa ly hôn với bộ mỗi ngày bộ vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của gã và hai mẹ con của hằng đúng một tuần từ sau cái ngày đứa bé ra đời hôm đó bộ đứng thập thò phía xa để bút nhói vô cùng Cái thấy bố mẹ của hằng cùng với một nhóm người đang vui mừng nhập tiệc đầy cữ của đứa trẻ Đợi đến tiệc tàn và chiều đó khi gã chồng hờ của Hằng thì đi làm, còn gia đình của gã thì cũng không có ai ở nhà. Bỏ bước vào khi mà Hằng đang ôm đứa con cho bú, miệng lầm bầm mấy câu ngắt du vọng về. Hằng giật mình khi thấy bộ đột ngột bước vào, à đàn đứa con xuống giường toan trời mắng hoặc quát tháo gì để đuổi bộ đi. Nhưng nhanh như cắt, bộ đã đâm chết Hằng ngay tại chỗ bằng con dao đã chuẩn bị sẵn và ôm đứa trẻ đi. Về đến nhà bộ đặt đứa trẻ xuống giường ngay ngắn Rồi lại tiếp tục dùng xe máy chạy sang Chờ cái xác của Hằng về nhà mình Bộ đặt Hằng ngồi ngay ngắn lên xe Lấy cái áo chống nắng buồn vào người của mình Rồi người trăng kéo để xuất quãng đường di chuyển Không ai phát hiện ra mình đang chờ một xác chết Trước khi rời đi bộ không quên dọn dẹp hết vệt máu loang đổ trên nền nhà Đưa đường đứa con và cái xác của Hằng đến nhà bộ vẫn không có một chút hoàng hốt gì xa vẻ mình vừa giết người ngược lại nhìn cái thây của vợ khốn nạn bạc nghĩa đang lăn lồng lốc dưới nền nhà bộ chỉ muốn cầm dao lại băm vòng thật nhiều nhát nữa cho bọ thức bất chợt đứa trẻ khóc eo eo e làm cho bộ giật mình bộ chầm chậm bước lại ngắm nhìn đứa trẻ xấu xố vừa mới được một cữ đã phải lìa hơi ấm của mẹ nhưng cái niềm thương đó nhanh chóng vụt tắt ngay khi bộ thoáng lật lại ký ức vì vậy mà không những không thường xót thậm chí bây giờ bộ còn căm phẫn nó Các đưa tay lên miệng của đứa bé rồi nghiến răng ấn thật mạnh càng nghĩ đến bố mẹ của nó bộ lại càng bộ lại càng bung lực ra bàn tay tội lỗi mạnh hơn và đâu biết được rằng đứa trẻ đâu có tội tình gì đâu chứ gã ấn mạnh đồ mấy giây rồi nhấc tay lên đứa trẻ thờ dốc khò khè rồi lại oe oe khóc mấy tiếng đầy yếu ớt tự nghiệm cho đứa trẻ chỉ vì những rắc rối luẩn quẩn của người cha người mẹ mà bây giờ phải chịu cảnh này rồi cho bản thân mới như một măng non vừa mới nhú khỏi mặt đất Bố đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang lách cách chuyển động trên tường và thấy cũng đã chiều đứa bé thì triền miên khóc vì cơn thèm sữa và thiếu vắng hơi người mẹ bộ vèn vén tấm tạ lót định bụng sẽ nhắm mắt đưa tiến đứa trẻ về bên kia thế giới theo mẹ nó nhưng khi tiến lại thì thấy sự non dài của đứa trẻ làm cho bộ khựng lại và không nỡ xuống tay trời cứ như vậy mỗi ngày một tối dần cái xác của hằng vẫn còn nằm đây trên giường thì đứa bé vẫn bập bẹ khóc những tiếng não ruột bọn loài hoài cứ ra ra vào vào không biết phải làm như thế nào phải chăng mình đã hành động quá bồng bột gã tự hỏi Đêm đó sau một hồi khóc vì khát sữa, đứa bé đã ra đi một cách đầy oan uổng vì đói. Bộ giận mình khi thấy đứa con của vợ mình đã ngưng thở. màn của đứa trẻ tái nhợt đi, cái miệng hơi há ra vì sự chờ đợi nguồn sống vô vọng. Bộ vén tấm tã lót lại rồi bê xuống mặt đặt bên cạnh mẹ nó. Bất chợt bộ nghiến chẳng hai hàm răng lại, bồng trào dâng lên một nơi uất thận. Cả đàn ông khốn kiếp kia chính gã đã làm bàn tay của bộ vướng đầy tội lỗi gã đã cướp đi tất cả từ hạnh phúc gia đình người vợ và giờ đây là đầy bộ vào hiện trạng này nhưng hận gã đàn ông kiên năm thì bộ lại giận hằng đến mười vì nếu như hằng chẳng có cái tính lăng loàn thì sao đến nồng nỗi này rồi bất chợt bộ thấy mọi thứ đều trở nên đáng ghét đáng chết kể cả là đứa con thừa dại của gã đàn ông và con vợ chắc nết Bây giờ Hằng và đứa con của gã ta thì đã chết đây rồi. Lẽ nào để cho gã yên ổn như vậy sao? Không. Anh à nhất định phải lãnh một hậu quả phải ghi gớm hơn cái chết đến trăm ngàn lần thì mới xứng đáng. Đến nước này rồi thì còn gì để mà mất nữa đâu. Đã đi thì phải đi đến khi nào đừng cùng mấy thôi. Rồi bộ vạch ra một kế ngoài kinh khiếp đó là bộ sẽ đem hằng đi chôn ở ngay trong miếng đất của nhà mình đang ở còn đứa trẻ thì sẽ dùng nó vào việc trả thù gã đàn ông kia. Bỏ sang hành động chính giọt máu của hắn ta, để hắn ta phải đau đớn đến độ chết đi sống lại mới hạ dạ. Ngay trong đêm ấy, bộ hì hộp đào một cái huyệt thật sâu, đằng sau nhà, cho miệng đất khuất sau bụi cây ở góc vườn để chôn hằng. Chiếc gỗ hình chứ nhật được nào xong, bộ nách rồi kéo cái xác của hằng vứt xuống một cách vô tình. Cá tà toàn lấp đất lại thì sừng nhớ đến một cuốn sách cả đắt đọc cách đây chưa lâu, có đề cập đến một hình phạt thời cổ xưa. Những kẻ phạm tội nặng thời ấy sẽ bị giết và khi chôn cất sẽ được chôn sấp mặt xuống. Vì quan niệm rằng chôn như vậy, linh hồn sẽ mãi mãi không siêu thoát mà đầu thai kiếp khác. Rồi gã lại lôi cái xác cô vợ lên, vật ngừng hai cánh tay ra sau, túm lấy rồi từ từ hạ xuống, cho úp mặt vào đáy cột cái huyệt Nhưng gã chưa lấp đất ngay Mà mỗi cái thức giận trong gã lại chợt ùa về Cho nên gã khề nệ bê mấy viên đá to quanh đó Sơ lên thật cao và thả xuống Những viên đá nặng chề kinh như vậy sán vào thân xác Người đầu tay ấp với mình Gã nghe những tiếng sừng trên cơ thể của hằng gãy gập Và phát ra những tiếng răng rắc Như là người bẻ một cành cây khô vậy Lúc những tảng đá đã chờ kín cái xác gã, mới từ từ xuất từng sàng đất đắp lên vừa đắp gã vừa dùng chân dậm cho thật chặt bộ trở vào nhà khi đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn nằm im ở vị trí cũ gã đưa tay lên đầu khu khu những giọt sương đêm còn đang lấm tấm đọng trên đó cái nhìn chăm chăm đứa trẻ một lúc thật lâu nhưng sao cái tính người trong gã đã biến đi đầu cả vì gã không hề có một chút tí thường xót nào mà trái lại càng nhìn đứa bé gã lại càng hận cái thằng bố của nó thêm bội phần gã chạy lại nghiến răng chằng chằng cầm bành ra bất giác đưa tay lên cổ của đứa bé bóp mạnh như thể để chút bỏ cơn giận đang thường trực trong lòng cái thân thể bé bỏng và non nớt ấy không chịu được sức lực từ đôi tay man dở của gã cho nên chỉ trong thoáng chốc phần xưng ở cổ của đứa bé đã gãy cái đầu của nó nghèo qua một bên nhưng không đứt liệt vì tăng có lớp xa và những sợi gân giữ lại. Đứa bé bất ngờ thè cái lưỡi nhỏ xíu ra khỏi khuôn miệng. Gã ta giật mình rụt vội tay về, bước lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên. Chỉ một lát ngày sau đấy mà thôi, cái kế hoạch dự định của gã sẽ được thực hiện. Chỉ sáng mai khi thức dậy, tên đàn ông khốn kiếp kia sẽ đào đớn nhìn con của mình thi thảm mà đứt từng khúc ruột. Hắn để cho đứa bé nằm nghèo đầu sang một bên như vậy rồi chạy xuống bếp lấy lên một đoạn dây thừng dài chừng 3 mét mà hôm bữa mua để làm sợi dây phơi còn thừa. Hắn tháo hết tạ lót trên người của đứa trẻ, dùng sức cuộn tròn sợi dây quanh người của đứa bé và ra sức siết chặt mạnh hơn. Vừa siết trong đầu cô gã vừa nghĩ đến con vợ trăng hoa và gã đàn ông đốn mặt kia cho nên sức mạnh gửi gắm vào từng vòng xoay càng mạnh và chặt cái hình hài nhỏ bé và yếu ớt của một đứa trẻ không cứng nổi cái hung bạo và man dở của gã đàn ông từng là chồng của mẹ nó cho nên thoáng chốc hình hài của đứa bé đã lập tức biến dạng vẫn đến ngăn cổ thì gã thôi không vấn tiếp gã phải để lộ ra khuôn mặt của đứa trẻ để bố nó khi nhìn thấy mà chết đứng luôn mới bỏ cái dòng máu lành trong người của gã tiếp tục thôi thúc hắn tiến hành thêm những hành động bất nhân hắn bị xác của đứa trẻ lên toàn thân đã thẳng đuột do bị sợi dây thừng oan nghiệt kia định hình còn cái đầu thì lùng lẳng đùng đưa do các khớp ở cổ đã bị hắn bẻ gãy cá đặt đứa bé lên giường thả buông cái đầu xuống phần cạnh giường và bắt đầu tiếp cho trọn vẹn kế hoạch đời tay của hắn hờ hướng cướp đi đôi mắt của đứa bé chỉ trong giây lát để lộ ra ngay hốc mắt trúng sâu đỏ ngầu đặt đôi mắt vừa moi sang bên cạnh của đứa trẻ vắn số hắn lại chờ xuống bếp mang theo một cái thùng cắt tông và đặt đứa trẻ cùng với lại đôi mắt vào đó rồi tức tốc chuyển đến và đặt ở trước nhà cha của đứa bé xong rồi hắn trở về và đánh một giấc ngon không hề có một chút ân hận hay là rùng rợn thậm chí còn cảm thấy rất mãn nguyện sáng hôm sau khi mà người đàn ông khi thức dậy thấy trước nhà của mình bỗng xuất hiện một cái thùng đặt trứng cả lối ra vào. Gọi là thức dậy chứ thật ra, gã không ngủ được vì đêm qua lo lắng cho con vợ. Gã ta cho rằng Hằng đã ôm con đi đến một nơi nào đó để trốn, vì không muốn nghe miệng lưỡi của thiên hạ, mấy tháng nay liên tục xa gần đàm tiếu. Chỉ biết đâu rằng mọi chuyện đã già đồng nỗi này. Gã nàng nhầm dùng chân té cái thùng sang một bên, thì thấy hơi nặng chân, cho nên nhận ra ngay đó không phải là cái thùng rỗng tò mò cho nên cúi xuống rè dặt đưa tay mở ra đúng như bộ dự đoán khi nhìn thấy đứa con máu mồ của mình đã chết vì bị hành xác đến mức không tưởng các chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đứng tim đổ gục người xuống và chết tức tưởi bà mẹ của gã từ trong buồng chạy ra và nhìn thấy con trai rồi lại nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp trong chiếc thùng cắt tầm trước mặt cho nên cống tối sầm mắt mũi lại miệng nhiên là muốn á khẩu phải dãy này một lúc mới u ớ chi hô hàng xóm chạy sang. Tất cả đều hái hồng với cảnh tường trước mắt, thâm tâm ai cũng cảm thấy sợ hãi cho kẻ máu lạnh đang hành xác ở một đứa trẻ mới đầy một tuần tuổi ra nồng nỗi này. Mọi người xuống lại với nhau, mỗi người một tay bê đứa bé và gã đàn ông vào giường, nhưng chỉ là hai cái xác chết mà thôi. Rồi cái ngày hôm ấy lễ tầm liệm cho hai bố con đứa trẻ xấu xố được diễn ra trong vô vàn những tiếng khóc và lời bàn tán xôn xao chấn động cả một khu cái đám tăng kép hôm đó bộ cũng sang dự với một bộ đồ đen thay bộ phân yêu khuôn mặt dầu dĩ nhưng trong lòng thì hả hy tột độ khá chỉ tiếc là hôm qua mình đã chôn cất con đĩ vợ kia quá sớm giá như nán lại thêm hôm nay hắn chôn thì sau khi gặp mặt những thành viên khốn nạn trong gia đình đó ở cái đám tang này có lẽ sẽ là động lực để gã nghĩ ra thêm nhiều cách tàn độc hơn để mà hành hạ cây xác chết ấy thêm lần nữa hai nấm mồ một lớn một bé nằm song song nhau ta cũng như bao người khác tiến lại cắm lên đó một que hương rồi quay sang chỗ gia đình hàng huyết dài một cái oán nặn rồi quay gót ra về về đến nhà hắn nằm dài trên chiếc giường nhìn chăm chú lên trần nhà và mỉm cười khoái chí không ngờ mối hận lại chút nhanh và ngoạn mục đến vậy Ngày mai gã bắt đầu trở lại với công việc Còn cây chết của hai mẹ con nhà hàng Mãi mãi bị chôn vùi cùng năm tháng Hắn lật người qua lại vài vòng rồi ngủ thiếp đi trong nỗi hân hoan Lúc mà hắn tỉnh ngủ thì đã sang chiều muộn Có lẽ đêm qua thức quá khuya Mà hôm nay mới có một giấc ngủ sâu đến như vậy Hắn vườn vài uể oải mấy cái rồi đưa ra giếng rửa mặt Để lấy lại sự tỉnh táo Hắn chống hông nhìn về hướng bụi cây ở góc vườn nơi đã an táng hằng mà không có một chút ân hận hay dày dứt thậm chí còn tự nhủ tại sao mình lại nhẹ tay với con đàn bà chắc nít như vậy bộ đang chấm ngâm thì bất chợt phía trước nhà có tiếng gọi bộ ơi có nhà không bộ luồn ra trước nhà thì phát hiện người vừa gọi là thương chị gái của hằng và cũng là vợ hụt của mình nhìn thấy thương lòng của bộ đang muốn tràn ngập oán hận Tuy nhiên cái vấn vương của tình yêu cũ không làm cho gã bối rối. Em, em, à, à chị, chị qua đấy à? Thương gật đầu bước vào trong nhà não ruột hỏi về thông tin của em gái. Nhất thời cô kể với bộ, rồi cho nó đi khỏi nhà một hôm mà đi qua cô mơ thiên hằng về báo mộng. Dạ sao à? Cô ấy hiện về báo với chị là bị giết. Ờ, nó nói nó người thân giết chết. Chị thì chị cũng thay mặt cho gia đình xin đối chú chuyện vừa qua. Thôi thì tất cả nó cũng là cây duyên chú hạ Rất lời thương chào bộ và ra về Bộ lúc này mới chợt run rẩy Phải chăng gia đình nó đang nghi ngờ mình rồi sao Cái thái độ vừa rồi của thương nhìn có vẻ lạ Hay là con vợ khốn nạn của mình đã đã hiện hồn về báo mộng Nhưng thoáng chốc bộ gạt phát đi Cho rằng không có vấn đề gì cả Mọi chuyện vẫn diễn tiến bình thường mà thôi Chiều đó bộ thả bộ ra con đường rào luyện một vòng và tiền thể ghé vào quán cơm bình dân ở cuối con đường dùng bữa, vì mấy hôm nay bụng chưa có hơi cơm. Tánh một bụng căng đầy bộ với tay lấy cây tăm, và lại giả bước trở về. Trời vừa mới tối, ánh sao đêm đen lại lẫn với trăng hạ tuần mờ mờ, làm cho bầu trời như thêm phần kỳ bí. Về đến nhà gã, đặt tay lên nắm cửa cha chìa khóa vào, tiếng kẹt kẹt vang lên rõ ràng trong không gian yên lặng. Hắn đưa tay lên cầm tắt mở đèn rồi hồi hộp ngồi xuống bàn. Bất chợt cái cảm giác lạnh lẽo ùa về trong phút chốc. Đêm nay gã mới thực sự cảm nhận được sự cô đơn chen lấn với chết chóc trong ngôi nhà nhỏ trước đây có một thời gian từng là một tổ ấm. Thu ở ngừng hết một ly nước đầy rồi chẳng biết làm gì. Hắn lòng vòng rồi lại lên giường về quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm vì lúc này đôi mắt vẫn còn cay nhức và mệt mỏi. Ánh điện phòng tắt đi hắn cài cử cẩn thận và trèo lên giường. Nhưng trần trọc mãi vẫn không ngủ được và cứ mở mắt thức như vậy cho đến tận khuya. Bên ngoài không gian tĩnh mịch nghe được cả những giọt sương rơi lộp độp trên các nhành cây tàu lá. Rồi bỗng một tiếng khóc của trẻ con vang lên trong cái không gian yên lặng đó làm cho gã thấy lạ. Hắn cố gắng nhập tâm để nghe cho thật chính xác. Thì đúng vậy quả nhiên là tiếng khóc lóc của một đứa trẻ nghe ai oán và dài rằng cái bên chắc hài lỗ tai lại để khỏi nghe thấy nó một hồi thật lâu sau mới từ từ thả tay ra tiếng khóc đã ngưng bặt từ hồi nào nhưng mà lần này cái âm thanh mà gã nghe lại còn ghi gớm và đáng sợ hơn ở góc vườn theo hướng cửa sổ cạnh chiếc giường gã đang nằm hay nói đúng hơn là chú bụi cây đã chôn sắt của hằng cất lên một giọng du con nghe sầu thảm và xa vời vợi tiếng dù còn ngắt quãng xen lẫn vì tiếng khóc lè nhẹ nhẹ như là oán hờn rồi trong phút chốc tiếng dù còn đó đổi thành tiếng cười khanh khách như rồi trực tiếp vào tay của hắn tiếng cười cứ ngân nga từng chập rồi một lúc sau im bặt nhưng cái dòng cười mang quay ấy vừa ngưng thì lập tức phía trước lại vang lên tiếng gõ cửa hay nói cho đúng là tiếng đập cửa âm thanh dồn dập khiến cho gã cúm đúng run rẩy rồi phải ngồi dậy rụt rè tiến lại ai đó giọng cô gã ngập ngừng hỏi tiếng gõ vẫn còn vang lên rầm rầm cái nín thở tháo then và đầy thật mạnh như để cố tình bắt quả tang một kẻ ăn trộm cánh cửa bung ra không có ai trước mặt nhưng thấp thoáng cái bóng gì đó vừa lao vột ra từ phía bờ giếng thì phải hắn xoay người lại nắm vội lấy cái đèn pin đặt trên góc bàn và tức tốc lao theo Hắn mở cái đèn pin liêm một vòng nhưng quả nhiên không có sự gì lạ. Định chờ gót quay vào thì một bên tai của gã hơi nặng chiếu xuống. Bất giác thì gã quỷ cả người xuống luồn tay lên khu theo phần xạ. Thế ra là một con chim lợn, nằm bể vệ như là một con đại bàng. Sau khi đậu lên vai nó bay đến, chứng chạc đậu trên đầu cái dây thừng phơi quần áo và phút chốc vụt đi kèm theo tiếng eng ép đến rợn người hắn thất thần đứng chôn chân nhìn theo mình mà dùng mình chim lợn xuất hiện là báo hiệu của một sự chết chóc hồi lâu trước khi trở vào hắn lia một vòng đèn pin trên sợi dây và hình ảnh của đứa bé trở hiện về khi mà hắn nhìn thấy đoạn dây thừng đang có mấy bộ quần áo máng trên đó đúng vậy cái đoạn thừng gã cọt xác của đứa trẻ và cái dây thừng mà đang phơi quần áo này là cùng một sợi cắt xa gầy ốc của hắn từ đâu như vậy đùn lên từng cục. Hắn đi giật lùi rồi rón rén trở vào nhà. Đêm hôm đó phải cố gắng thật lâu, hắn mới chợp mắt được một lát, trong khi mà nỗi sợ hãi thường trực. Sau hôm sau thì hắn thức dậy như thông lệ, nhưng hôm nay đôi mắt cay nhức và bút nhói đến lạ. Hắn nhắm mắt hít cỡ liếc mắt ra bên ngoài và thấy trói khi mà tiếp xúc ánh sáng. Đưa tay chạm lên gò mắt thì có một cảm giác đau Kế hoạch hôm nay đi làm lại không thành công rồi Đành bấm máy gọi cho đến công ty Nhưng mắt không nhìn rõ thứ gì cả Cứ kèm nhèm rất khó chịu Cắt đành thôi rồi lại ngủ tiếp thêm một giấc Với hy vọng lúc dậy mọi chuyện sẽ khé hơn Nhưng mà lần sau thức dậy gác hoàn toàn không nhìn thấy gì cả Đôi mắt của hắn đã mồ hẳn mà không còn rõ nguyên nhân vì sao Hắn hốt hoảng rồi khóc thét lên trời bên ngoài đã tối rồi nhưng hắn có biết được đâu vì không còn thấy ánh sáng nữa hắn đang gào thét thì bên ngoài là có tiếng đập cửa hắn liền mừng rỡ sờ soạng mò mẫm tiến ra miệng lại vừa nói trong niềm hy vọng ai vậy cứu tôi với hắn lần mò và tháo được then cửa xa một bàn tay nắm lấy tay của hắn và kéo đi đi thôi đi thôi nào hắn đang chần ngập hy vọng được cứu thì bất thì chợt thắt ngay và giật tay thùi lại vì cái giọng nói lạnh lẽo hắn vừa nghe thấy chính xác là của hằng cô vợ mà hắn đã xuống tay nhưng hắn lôi mấy cũng không dứt được đưa bàn tay lạnh lẽo kia như có một sức mạnh ma mị gì đó vậy rồi hắn cấm khẩu luôn không nói được gì chỉ cảm nhận được mình đang đi về một nơi rất xa và lạnh lẽo mấy hôm sau người ta phát hiện ra hắn đã chết xác của hắn nằm khoanh tròn trên nấm mồ của đứa trẻ xấu xố ngoài khu nghĩa địa lúc này rồi nhằng đã bu kín một cái chết thật thảm thương và không ai tỏ tường nguyên nhân thật đau khổ biết bao khi mà con người ta lại lấy thù hận để trả thù hận sao không dùng lòng khoan dung để trả lại sự phản bội giờ đây nơi chín suối có lẽ cả bộ và hằng đều đang ân hận muộn màng vì những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra khi còn tại thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.